Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa trong sách Mác đoạn 16. Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, thì Ngài truyền cho các môn đồ một mặc lệnh. Điều đấy được ghi lại ở trong sách Ma-thiơ đoạn 28. Đoạn cuối cùng của sách Ma-thiơ là đoạn 28, đoạn cuối cùng của sách Mác là đoạn thứ 16. Và cả hai cái lời này đều được ghi lại ở trong cái đoạn cuối cùng của hai sách đó. Và sách đầu tiên của sách, đoạn đầu tiên của sách Công Vụ thì ghi cũng ghi lại các mạng lệnh tương tự. Nên là chúng ta thấy là sách Công Vụ thì là sách ghi lại công vụ của các sứ đồ cùng với công vụ của Đức Thánh Linh cộng tác với các sứ đồ để làm việc. Còn bốn sách đầu tiên là sách Ma-thi-ơ, sách Mác, sách Luca, sách Giăng được gọi là sách Phúc Âm. Tại sao lại gọi là sách Phúc Âm? Bởi vì trong bốn sách đó là sách ghi lại các cái công việc và lời dạy dỗ trực tiếp của Chúa Giêsu, cho nên được gọi là các sách Phúc Âm. Rồi chúng ta có cách sách thư tín như là sách từ sách Roma cho đến sách Giu-đa. Rồi chúng ta có một cái sách thư tín cuối cùng được gọi là sách Khải Thị đấy, sách Khải Huyền đấy. Đấy là nói về cái sự mặc khải của Chúa trên thế giới chúng ta. Thì trong hai cái sách là sách Ma-thi-ơ đoạn 28 và sách Mác đoạn thứ 16 thì ghi lại cái mạng lệnh của Chúa là cho các môn đồ là hãy ra đi khắp nơi để rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người. Đây là một cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho tất cả các tín hữu. Thứ hai, đi nhóm ngày chủ nhật tuần trước chúng ta nghe sứ điệp của đại tớ Chúa chia sẻ về hội thánh Ê-phê-sô. Lúc đầu thì họ như thế nào? Họ rất là mạnh mẽ, họ rất là sốt sắng, ra đi khắp nơi và từ Ê-phê-sô đã lan tỏa ra Thyatira rồi một loạt các hội thánh khác. Nhưng 30 năm sau khi Phao-lô gặp gỡ các trưởng lão thì hội thánh đã mất đi cái tình yêu ban đầu. Tức là họ vẫn tích cực trong công tác của hội thánh và làm nhiều việc, nhưng mà có một cái là tình yêu ban đầu bị mất đi, đó là tình yêu dành cho những linh hồn chưa mất. Là họ mất đi, không còn đam mê cho việc cứu người nữa, họ chỉ luẩn quẩn xung quanh hội thánh làm các công tác của hội thánh thôi. Rồi khi mà họ luẩn quẩn xung quanh hội thánh như vậy đó, thì tự gây dựng được hội thánh nhưng mà không làm cho những linh hồn hư mất được thêm vào trong hội thánh. Nên là lời của Chúa dùng sứ đồ Giăng để viết cái lời cảnh tỉnh cho hội thánh Ê-phê-sô là họ phải phục hồi lại cái tình yêu ban đầu cho những người hư mất đó. Nên đây là cái mạng lệnh mà Chúa cũng truyền cho các môn đồ, và chúng ta cũng là những môn đồ của Chúa, chúng ta cũng đều nhận được cái mạng lệnh này. Dù muốn hay không muốn thì chúng ta đều có trách nhiệm về thực hiện đó. Có một điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ thấy rằng là nếu như những cái linh hồn hư mất là quan trọng đối với chúng ta thì chúng ta sẽ dành thời gian cho cái điều đấy. Có ai trong quý vị đến bữa mà không ăn thì chúng ta sẽ bị bụng nó đà đảo mà không nghe nó nữa thì sao, nó đánh, nó quật mình. Cho nên là kiểu gì mình phải ăn, vì và mình phải ăn mình mới có sức để tồn tại và sống và làm việc. Và ngoài cái việc là ăn uống là cái nhu cầu thiết yếu thì chúng ta còn ăn uống là một cái niềm vui, là cái sở thích nữa. Đôi khi mình bụng mình no nhưng mình vẫn thích ăn những cái mà mình cảm thấy thích, và mình có thể dành nhiều tiền để ăn cái mình thích. Nhưng mà đối với những linh hồn hư mất thì nó có phải là một cái gì không thể có, không thể không có trong đời sống của chúng ta hay không? Nếu mà miếng ăn là cái mà không thể không có trong cuộc đời của một con người thì đối với người Cơ Đốc thì những linh hồn hư mất có phải là những cái không thể không có trong cuộc đời của chúng ta hay không? Thì đây là cái mạng lệnh. Nên mỗi một tháng trôi qua, mỗi một năm trôi qua thì mình tự lượng giá lại xem là trong tháng qua, trong năm qua mình đã làm chứng được cho bao nhiêu người về Chúa Giêsu. Chúng ta chưa nói đến cái việc là bao nhiêu người chúng ta nói đã tin Chúa và đi theo Chúa. Đấy là cái bước sau. Cái quan trọng nhất là bao nhiêu người mình gặp trong cuộc đời của mình ấy, là mình đã nói với Chúa cho họ. Có một số người bảo tôi chả gặp ai cả, ta gặp người quen cho nên chả làm chứng được các ai. Mà Chúa ra lệnh cho chúng ta là gì? Có phải ngồi một chỗ để tội nhân tự tìm đến mình không? Trong sách Ma-thi-ơ lần đầu tiên Chúa sai với hai môn đồ, rồi lần thứ hai Chúa sai 7 với môn đồ. Chúa có bảo các môn đồ các con cứ ngồi chờ người ta đến ta nhờ mình giúp đỡ không? Đi, ra đi. Rồi Chúa Giêsu thì sao? Đi từ làng này đến làng khác. Nên nếu mà mình cứ quanh quẩn xung quanh gia đình của mình này, cũng
quanh quẩn xung quanh các tín đồ trong hội thánh. Thì làm thế nào mà mình có thể hoàn thành được đại mạng lệnh của Chúa? Điều đầu tiên là chúng ta phải ra đi trong sự cầu nguyện, gieo trong sự cầu nguyện, ra đi trong sự cầu nguyện. Mình ngồi một chỗ nhưng mà mình bắt đầu cầu nguyện cho các dân tộc, cho các tỉnh, các thành, cầu nguyện cho những cái đất nước khác. Mình gửi lời cầu nguyện đi trước. Và đến thời điểm thì mình đi. Đó. Mình không đi thì mình tham gia bằng việc dâng hiến cho những người ra đi. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình được miễn trừ ra khỏi việc ra đi. Chúng ta ít nhất ra đi trong cái phạm vi mà mình có thể ra đi, có thể vươn tới được. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn chị em chúng ta cái các cái bước để chúng ta có thể giúp đỡ cho chúng ta trong công tác lao động. Cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chuẩn bị trong sự cầu nguyện. Cái này rất là quan trọng. Khi chúng ta chuẩn bị trong sự cầu nguyện đó, thì cầu nguyện đủ chúng sẽ làm. Chúng ta có hiểu cái hoạt động ở trong thế giới linh không? Trong cái thế giới linh thì không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúng ta đang ngồi ở đây, nhưng mình có thể cầu nguyện cho một người ở bên kia bàn cầu. Chúng ta có thể ngồi ở thời điểm này, nhưng cầu nguyện cho 5 năm, 10 năm nữa như là đang thực sự xảy ra ở trong hiện tại. Trong thế giới linh thì nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho một người nào đó, thậm chí người đấy chưa được sinh ra, quý vị nghĩ là chỉ cầu nguyện cho người sinh ra, cầu nguyện cả cho người chưa được sinh ra, thì như là đã đang tồn tại ở trong hiện tại rồi. Bởi vì trong cái thế giới linh nó không bị giới hạn về không gian và thời gian. Chỉ có thế giới vật chất thì bị giới hạn về không gian và thời gian thôi. Nên khi chúng ta đến một thành phố và chúng ta cầu nguyện cho một thành phố, thì chúng ta bao trùm cái thành phố đấy, cái cộng đồng dân cư đấy, cái nhóm dân tộc đấy, cả hiện tại lẫn tương lai. Nên khi chúng ta cầu nguyện đấy không phải chỉ là cầu nguyện cho hiện tại, cho những người đang sống đâu, mà cầu nguyện cho cả những người sẽ sinh ra. Cái khái niệm sẽ đấy là khái niệm dành cho thế giới vật chất, nhưng trong thế giới linh thì nó đã tồn tại rồi. Những người mà sẽ sinh ra đấy trong thế giới linh đã tồn tại rồi. Nên khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta gieo cái hạt giống vào trong những con người mà chúng ta đang cầu nguyện, những con người đang có và những con người sẽ có. Quý vị có biết rằng là nhiều người trong chúng ta ở đây được tin Chúa là do nhiều lời cầu nguyện của những con người mà không biết mặt với tôi không? Thì trước khi quý vị tin Chúa, biết đến Chúa Giêsu là đã có một người, ít nhất một người nào đó đã cầu nguyện cho thành phố, trong đó có mình ở trong đấy. Và ngày nay mình đến với Chúa, đến với Chúa. Cho cái sự cầu nguyện, chuẩn bị trong sự cầu nguyện là điều rất là quan trọng. Một trong những cái cụm từ mà chúng ta sử dụng ở trong giới Cơ Đốc đó là cày dưới. Trong kinh thánh Chúa Giêsu nói rằng người trồng, người tưới để có người cày, phải không ạ? Cày dưới. Cái cày dưới là làm cho đất đai nó tơi ra, để cho khi hạt giống gieo vào thì nó có thể lớn lên được. Cầu nguyện chính là cày dưới đất đai để làm cho công nhân có thể mềm lòng để trở lại. Có những con người chúng ta phải cầu nguyện cho họ mấy chục năm. Có những con người thì chỉ cần cầu nguyện cho họ 2-3 năm. Có những con người cầu nguyện thời gian rất ngắn họ đến với Chúa. Chúng ta không quyết định được việc đó, Chúa quyết định được đó. Nhưng việc của chúng ta là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Ngày xưa có người hỏi tôi là thế sao mục sư đi phục vụ Chúa mà bố mẹ lại không tin? Ai thay đổi được lòng người? Chỉ có Chúa đâu. Mình chỉ có thể thay đổi được lòng mình, chứ mình không thể thay đổi được lòng của người khác. Cho nên là có một số người hỏi những câu hỏi rất ngớ ngẩn. Thực ra hỏi những câu hỏi đấy là hỏi xoay. Ý người ta là thế ông theo Chúa ông giảng đạo, thế ông thuyết phục người nhà của ông tin đi, trước khi thuyết phục người khác. Nên có một số người rất là lạ, và đấy là những người đấy là những người Cơ Đốc chứ không phải là những người ngoại đạo nhé. Cái việc của chúng ta là gì? Vâng lời Chúa.
và làm việc mình cần phải làm. Thay đổi lòng người chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được. Kinh Thánh nói sao? Người trồng kẻ tưới đều không ra chi, Chúa mới làm cho lớn lên. Khi mình gieo lời cầu nguyện, mình gieo lời làm chứng, đấy là mình đang trồng. Và mình khi mình tiếp tục cầu nguyện thì chính Chúa sẽ làm cho cái hạt giống đấy nó được nảy nở trong tấm lòng của mình nghe. Nên cầu nguyện rất là quan trọng. Cầu nguyện nó sẽ phá vỡ đi các cái đồn lũy xây đắp ở trong tấm lòng của một con người. Có những người bạn tôi cầu nguyện hơn 30 năm từ ngày tôi tin Chúa cho đến bây giờ, vẫn người đấy, vẫn những người đấy vẫn chưa tin. Nhưng mà bây giờ mình vẫn cứ cầu nguyện, thỉnh thoảng mình quên Chúa lại nhắc cho mình. Chúa còn nhắc cả trong giấc mơ nữa. Chúa còn đọc cho tên để mà cầu nhớ và cầu nguyện. Có nghĩa rằng là những lời mình đã gieo trong những năm tháng qua không vô ích đâu. Chúa nói rằng sắp đến thời điểm. Có thời điểm của nó khi nào? Mình không biết. Chúng ta biết cái khái niệm trong Kinh Thánh thời gian đối với Chúa đúng. Không theo thời gian của con người. 2000 năm trước được gọi là thời kỳ sau rốt, đến bây giờ nó gọi là thời kỳ sau rốt. 2000 năm trước mà các sứ đồ đã gọi là ngày của Chúa gần rồi, là đến bây giờ 2000 năm sau Chúa vẫn chưa trở lại. Có cái khái niệm thời gian đối với Chúa nó khác với chúng ta. Nên có khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào đó mất nhiều thời gian, có khi trước lúc tắt hơi người ta mới mở lòng ra đón Chúa. Chúng ta không quyết định được sự thay đổi trong lòng của con người, nhưng mình có thể quyết định được mình sẽ gieo bao nhiêu lời cầu nguyện vào cuộc đời của người đó. Đến mấy năm mà có một nhóm Malaysia đến Việt Nam, tôi dẫn đoàn đi đến giờ tan tầm, họ chọn chọn mắt vào số người đâu mà đông như kiến nhỉ. Ở bên đấy người ta cũng nhìn thấy nhiều người như ở Việt Nam, trong người đâu đông như kiến, xe máy nhiều chứ mà người cũng đông, đi bộ cũng nhiều, đi xe máy cũng nhiều. Mình nhìn thấy nhiều xe, mình nhìn thấy nhiều người, mình nghĩ cái gì? Những người kinh doanh thì nghĩ tới những cơ hội à, bán sản phẩm, bán nhiều tiền. Những người mà làm môi trường nghĩ khi xe máy nhiều này ô nhiễm môi trường dễ gây ung thư. Còn Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông, nhìn thấy nhiều người thì ngài nói sao? Mùa gặt thật chúng xong còn gặt thì đi. Chúa nhìn thấy những con người đông đúc, đông cái cùng luôn. Người ở Việt Nam chúng ta 1 triệu dân sống ở trên một cái đất nước nhỏ như thế này, nhưng rất hay quý vị ạ. 1 triệu dân mà sống trên đất nước nhỏ thì mình vươn tới 1 triệu dân càng dễ dàng. Cái 1 triệu dân Việt Nam mà sống ở đất nước nhà thì mình đi không cũng mệt, tiền trả tiền vé máy bay để mình đi truyền giáo không cũng mệt. 1 triệu dân sống ở một đất nước nhỏ này thì chúng ta càng dễ dàng để ra đi chỉ cũng khó càng hơn. Mình chỉ cần ra ngoài đầu ngõ là nhìn thấy người. Nên khi mình nhìn thấy người thì điều đầu tiên mình có thể làm đó là gieo lời cầu nguyện. Tôi đi đến ngã ba ngã tư, tôi nhìn những người đi lại lại là tôi đã gieo lời cầu nguyện. Con không biết họ là ai nhưng con cầu nguyện cho họ được có cơ hội đến Chúa. Đi đến một khu dân cư mới và dám đặt câu hỏi Chúa, ở đây có hội thánh và đấy có người làm theo Chúa, và nếu mà có ai theo Chúa nhân danh Chúa, con chúc phước cho cái cộng đồng của những người cơ đốc và con cầu nguyện cho những cái người mà chưa biết đến Chúa thì họ sẽ mở lòng ra để đón Chúa. Cái lời cầu nguyện tưởng chừng như là không có những điều gì nhưng cực kỳ việt nam anh chị em, chúng ta gieo trong lời cầu nguyện trước. Điều thứ hai đó là chúng ta xin sự chỉ dẫn từ nơi Chúa. Công vụ đoạn 8 câu 26 đến câu số 27 chúng ta cùng xem câu này này. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng phải chờ đợi đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi, kia có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng và đã đến thành Jerusalem để thờ. Quý vị thấy không? Thiên sứ chỉ cho Philip người cần gặp để làm việc. Lời chỉ dẫn có chi tiết không ạ? Đi về phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Chỉ dẫn đầu tiên. Sau khi mà Philip vâng theo lời của Chúa, ông đi đến con đường đó thì ông nhìn thấy một người chạy xe ngựa hướng đúng về cái thành Gaza đó. Và sau đó thì ông lại nhận một sự chỉ dẫn tiếp
đuổi theo xe ngựa. Quý vị thấy người có thể đuổi được ngựa không ạ? Mà cái xe ngựa là mấy con ngựa nó kết hợp với nhau thì nó chạy nhanh lắm. Tốc độ của nó vẫn tăng lên rất nhiều lần so với một con ngựa bình thường. Mà Philip đuổi được kịp xe ngựa. Như vậy là sức của Chúa chứ còn của con người thì không thể nào mà diễn ra được như vậy. Và cuối cùng thì sao? Ông nhìn thấy hoàng quan Ethiopia đang đọc Kinh Thánh. Ông này là người châu Phi đến tận Jerusalem, nhưng mà ông theo có niềm tin về Đức Giê-hô-va nhưng mà chưa biết gì về Chúa Giê-xu hết. Và sau đó từ chỗ đó, từ cái chỗ đấy, ông Philip hỏi: thế ông có hiểu những điều đó không? Không. Thế tôi giải thích cho ông. Và sau đó thì ông tin Chúa và làm lễ báp-têm ngay ở giữa hoàng mạc. Quý vị có thấy sự chỉ dẫn của Chúa không ạ? Có thiên sứ của Chúa đến phán cùng với Philip. Cái này trong số họ hàng của chúng ta, trong số những người làng xóm của chúng ta, trong số những người bạn học của chúng ta, trong số những người đồng nghiệp của chúng ta, ai là người mà Chúa đang làm việc trong tấm lòng của họ? Họ đã sẵn sàng cho phúc âm. Ai biết ạ? Chưa biết mà chúng ta là đầy tớ của Chúa để ra đi giao giảng phúc âm thì Ngài có chỉ cho chúng ta không? Có, Ngài chỉ cho chúng ta, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Đây là một cái sự hướng dẫn rất là quan trọng. Khi chúng ta muốn chinh phục những linh hồn hư mất về với Chúa, hãy cầu nguyện cho sự chỉ dẫn trực tiếp cụ thể. Đi đến đâu? Gặp ai trước tiên? Tất nhiên là tinh thần là phải sẵn sàng đó. Cái Chúa mới chỉ. Tinh thần mà chưa sẵn sàng là Chúa chỉ thì con cứ biện hộ. Con chả biết cái đường đấy là đường nào. Nhìn thấy Chúa bảo chạy theo xe ngựa, xe như kia không chạy sao được. Thế thì sao mà Chúa chỉ cho những người vâng lời, sẵn sàng vâng lời, vâng nghe lời tín hiệu của Chúa cả là amen này. Chúng ta xem trường hợp thứ hai trong Công Vụ đoạn 16 của số 9. Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng hãy qua xứ Ma-xê-đoan và cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin mặt ở đó. Phao-lô dự định ban đầu là đi đâu? Đi cõi A-si. Đang trên đường đi cõi A-si thì ban đêm thì có giấc mơ là có một người Ma-xê-đoan đến để xin nhờ giúp. À, sau đó ông mới biết là thế thì Chúa đang sai phái ông ấy đến Ma-xê-đoan chứ không phải A-si. Và sau đó ông đến Ma-xê-đoan trước. Khi Ma-xê-đoan được chinh phục bởi vì Chúa thì lúc đấy cõi A-si sẽ chinh phục xong. Quý vị thấy Chúa chỉ rất rõ không ạ? Nơi cần phải đến. Mặc dù đầu của Phao-lô thì nghĩ rằng phải đến A-si, ông nhìn thấy những cái cơ hội ở đó mà. Nhưng mà cái nhận biết của trí với cái nhận biết của linh là khác nhau. Đôi khi những cái kinh nghiệm của chúng ta nghĩ rằng như này sẽ được, như này sẽ được, nhưng mà thực ra Chúa biết được lòng con người, Chúa biết được từng địa hình, từng khu vực, đặc điểm của từng khu vực và nhóm dân. Và Chúa chọn lựa Ma-xê-đoan trước A-si. Điều này không có nghĩa là Chúa mới bỏ A-si, người dân ở đấy. Nhưng mà Chúa ưu tiên để cứu người Ma-xê-đoan vì người Ma-xê-đoan đã mở lòng ra để đón Chúa trước người A-si. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa chỉ cho con một cách chi tiết. Con sẽ đi đâu đây? Con sẽ gặp ai đây? Và khi nào con đi? Chúa đều chỉ chúng ta một cách rất chi tiết anh chị em. Khi tôi nhận được mạng lệnh của Chúa đi mở mang các hội thánh vào 2020 ấy, thì sau đó thì là đại dịch thì không đi truyền giáo được. Và sau đó thì đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 thì tôi có một cái giấc mơ. Trong giấc mơ này ấy, là liên quan tới một cô gái người dân tộc thiểu số. Và tôi thức dậy tôi tự hỏi hay là nơi đầu tiên mình sẽ đến là người dân tộc thiểu số. Và Chúa sẽ bắt đầu với một người nữ chứ không phải người nam. Đầu tiên thì tôi nghĩ tới mấy vùng dân tộc phía Bắc. Nhưng sau đó thì không phải. Anh chàng biết tất cả mọi cái xảy ra từ những giấc mơ. Chúa của chúng ta cực kỳ chi tiết, rất chi tiết. Thời điểm, địa điểm, cụ thể con người, Chúa đều chỉ đạo cả hết. Khi chúng ta có lòng muốn tìm cầu, khi chúng ta có lòng muốn tìm cầu, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Quý vị nhìn thấy một đám, một nhóm người
thì nói một nhóm người đông đúc đứng với ý muốn đến tiến tiến đến để làm chứng, không biết làm chứng ai, biết nói ai, biết ai nghe rồi để cộng về. Lạy Chúa xin chỉ cho con người nào sẽ là người mà con cần phải tiếp cận đầu tiên. Có đôi khi ấy, chúng ta bị tin trí bởi này, mình nói là người ta phải tin thì mình mới nói. Thưa chị có biết không ạ? Có đôi khi ấy, thì chỉ là xây dựng mối quan hệ thôi. Bước đầu tiên chỉ là xây dựng mối quan hệ, có khi 1-2 năm sau rồi người ta mới tin. Mà tâm trí của chúng ta là cứ nói người ta phải tin thì mình mới nói. Mà ta không tin thì mình bảo là chắc là sai người, là chắc là Chúa chỉ sai. Vào tháng 4 năm 2022, năm ngoái, khi mà có một đoàn đi cầu nguyện ở Hải Dương, đi cầu nguyện ở Hải Dương, thì khi đi cầu nguyện, đang hồi thờ của Chúa, tự nhiên Chúa nhắc tôi, đừng quên Hà Nội. Chúa nói, đừng quên Hà Nội. Và sau đó tôi quyết định đi Hà Nội. Và rồi mọi tháng, cái Hà Nội đã được hình thành. Chúng ta có thấy Chúa, chúng ta kỳ diệu ngay chị em. Mình không biết lòng người, Chúa biết lòng người. Mình không biết địa điểm, Chúa biết địa điểm. Nên việc đầu tiên là chúng ta cầu nguyện chuẩn bị. Việc thứ hai là cầu nguyện xin sự chỉ dẫn chi tiết từ Chúa. Chỉ dẫn chi tiết anh chị em ấy, thì rất chi tiết. Chi tiết anh chị em tập cái thói quen này thì Chúa sẽ chỉ cho anh em rất nhiều thứ luôn, chứ không phải chỉ là công tác cái này. Nếu mà một người nào mà tập cái thói quen thuộc linh ấy, xin Chúa chỉ dẫn con chi tiết từng tí một, Chúa sẽ chỉ dẫn từng tí một cho anh chị em. Chúa còn chỉ cho anh chị biết người này có vấn đề gì, người kia có vấn đề gì, ta cầu nguyện ai chưa. Thứ hai, bước thứ ba đó là sau khi mình đã cầu nguyện, sau khi Chúa đã chỉ cho mình rồi, thì việc của mình là gì? Mở miệng. Công vụ đoạn 8 câu 30 câu 31 chúng ta cùng xem. Philip chạy đến nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì làm gì? Thì nghĩ rằng hay nói rằng đã cầu nguyện rồi, đã vâng theo ý Chúa rồi, gặp người bây giờ mở miệng ra nói. Nhiều người không được nghe phúc âm vì miệng của chúng ta cứ ngậm lại. Và nhiều người bảo tôi ngại lắm, nói cái gì thì nói với Chúa ngại lắm, nhỡ đâu người ta không tin, người ta lại mắng tôi. Chúa Giêsu có đảm bảo chúng ta là khi mình nói phúc âm là tất cả mọi người đều lắng nghe đâu? Chúa Giêsu có đảm bảo rằng là khi mình nói phúc âm là tất cả mọi người đều mua quà tặng mình, hay nói hay thế, từ bé giờ tôi chưa bao giờ nghe. Lần trước hai tuần trước chúng ta ở Tiền Giang mà. Tôi chia sẻ cho một nhóm người, có một cô và từ bé giờ chưa là ai nói cho tôi được đấy, mà tôi nghe trong chú một chú giảng lắm, chưa ai nói với tôi, tôi bé giờ là mình còn 60 tuổi rồi. Nhưng mà có chỗ mình đi mình nói là chú Giêsu rồi, thế là cái cầm miệng chữ giờ. Nhưng có những người sau khi người ta tin Chúa, người ta mới làm chứng lại là sao? Ồ, ngày trước là có nhiều người nói với tôi khó chịu lắm, tôi muốn nghe của Chúa, tôi muốn đấm vào miệng này. Nhưng mà làm sao cũng mà tôi lại tin Chúa. Thế anh chị em hiểu ạ? Đây là tất cả những lời chúng ta nói là chúng ta đang gieo hạt giống của Chúa vào trong lòng của người nghe. Khi người ta chưa tin, nhưng hạt giống đã được gieo rồi, một khi lời đã được nói, người ta đã nghe. Ma quỷ nó cướp đi mà mình gieo tiếp. Và trước khi mình nói mình cầu nguyện hạt giống con gieo vào, ma quỷ không thể cướp đi được. Lúc đấy là tà linh ở trong người ta có thể nó để phản ứng rất là mạnh mẽ. Nhưng mình sẽ cầu nguyện chống lại nó. Nhưng mà cầu nguyện khéo khéo léo, đứng trước mặt người ta cái chân thanh chuỗi xù ma quỷ vui dài rồi đấm thẳng mặt. Nó cũng là cái sự khôn ngoan đơn giản nhất. Mình biết được cái thế giới tà linh đứng đằng sau cái sự chống đối của con người, nhưng người ta không nhận thức được điều đó. Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kể bên. Quý vị hãy nhớ lời của hoạn quan nói để có lòng thương xót cho những người. Không ai nói cho tôi, làm sao tôi hiểu được?
một ngày nào đó, quý vị nghĩ quý vị có mặt trên thiên đàng à? Những người ở dưới địa ngục là hàng xóm quý vị, những người ở dưới địa ngục là người họ hàng, những người dưới địa ngục là bạn bè quý vị sẽ ngửa mặt lên và rủa xả quý vị. Tại sao không nói về Chúa cho tôi khi tôi còn sống? Chết rồi mất cơ hội, không còn cơ hội nữa. Nên là ngày hôm nay Chúa ban cho mình cái miệng nói được, nói. Quý vị tưởng là những người truyền đạo, những mục sư, những linh mục là chuyên nghiệp, là không phải đối diện với cái ngại ngùng mà. Cũng là con người thì quý vị cũng ngại ngùng lắm. Mỗi khi nói về Chúa là tim đập chân run, người ta chưa làm gì mà tim đã đập rồi. Đó là cái cảm xúc bình thường của mọi người. Nhưng mình vượt qua được cái điều đó bởi tình yêu đối với những linh hồn mất, hư mất, và sức mạnh của Thầy Chúa thì mình sẽ nói được. Mình muốn không ai phiền hà đến mình không muốn rằng là mình nói về Chúa để người ta phản ứng tiêu cực đối với mình, thì rất khó có thể đi theo Chúa và làm theo lời Chúa. Chúng ta là môn đồ, môn đồ phải sản sinh ra môn đồ. Anh chị em ạ, Chúa Giêsu nói ta sai các ngươi đi để các ngươi kết quả là trái thường đạo luôn mà. Chúng ta là môn đồ phải sản sinh ra môn đồ. Một trong những quan niệm sai của nhiều người đó là mình làm chứng cho người ta tin Chúa mà mình không chăm sóc được người ta thì người ta lại còn tồi tệ hơn. Đấy là một cái quan niệm rất sai trái. Chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta điều đấy? Kinh Thánh dạy chúng ta rằng người chồng kẻ cưới, mình là người chồng, Chúa dùng người khác cưới. Đâu có phải là mình cứ là người chồng mà mình phải là người cưới. Một số người nghĩ rằng là mình làm chứng về Chúa cho người ta tin được, không chăm sóc được người ta thì người ta lại trở lại con đường cũ để tồi tệ hơn. Đó là việc của họ với Chúa. Việc của mình là vâng lời Chúa đã. Mình đã vâng lời Chúa đâu mà mình lo thay cho cái việc của người khác. Chúa dùng nhiều người trong vương quốc của Ngài mà. Công vụ của sứ đồ đoạn 10 câu 34, chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh ngay chung với nhau. Phi-e-rơ bèn mở miệng. Chúng ta cùng chúng đọc. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề khinh nhẹ ai. Phi-e-rơ bèn làm gì? Mở miệng. Quý vị ơi, đừng ngậm miệng lại. Chúng ta cần có đôi tai để lắng nghe tiếng của Thánh Linh và mở miệng ra nói những lời Thánh Linh cảm động. Mình phải mở miệng ra thì lời mới được đến với người nghe. Amen. Người nào mà chỉ gặp có một lần hoặc trong giây lát thôi, ít nhất thì nói câu Chúa ban phúc cho anh, thì người ta nghe Chúa ban phúc cho anh, ta còn lạ về từ bé giờ cha ai nói Chúa ban phúc. Nếu mà quý vị sinh sống ở những nước Cơ Đốc giáo như là Philippines hay là Anh hay Mỹ thì cái câu đấy là câu rất bình thường, giống như câu cửa miệng ấy. Nhưng nếu mà mình sống ở đất nước Việt Nam mà mình ra ngoài đường mà ra ngoài hàng mà mở miệng ra nói rằng là Chúa ban phúc cho anh ấy, thì lạ lắm. Ở trong mỗi thánh chúng ta nghe thường xuyên thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà ra ngoài rất lạ đấy. Thế thì đến khi mà người ta biết ai thì câu này cũng theo Chúa rồi. Thế thì nếu đâu có một người nào để hỏi, có thể đấy không có người nào theo Chúa, tôi cũng tìm đến nhà thờ thả đấy, đấy phải Chúa này mà vấn đề. Đấy là cái đơn giản nhất. Mà có khi là người ta phải suy gấp cái câu của mình mà người ta đi Chúa. Sao tiên có người nói Chúa ban phúc. Cái người đối với người Việt Nam của chúng ta, người ta tin vào cái chữ duyên. Vì đến từ cái khái niệm của Phật giáo, duyên. Duyên là gì? Duyên tức là cái định phận mà trời mà một đấng siêu nhiên là đã định từ trước rồi. Thế cho nên là khi người ta cứ nghe buổi sáng nghe một lời Chúa ban phước, tự nhiên buổi tối lại nghe một cô khác Chúa ban phước, hôm sau lại nghe một người ông khác nói Chúa ban phước, tối hôm sau lại nghe lời Chúa ban phước. Ủa, có khi mình có duyên với Chúa ấy nhỉ? Người Việt Nam của chúng ta tin vào khái niệm duyên mà. Rồi hôm sau lại gặp một người khác, một người bạn này, tự nhiên lại làm xin vào chỗ mới, lại làm cùng với những người Cơ Đốc. Anh chị em thấy không? Đôi khi ấy, mình cứ nghĩ rằng là một mình phải làm hết mọi cái thôi. Mình đã nói về Chúa cho người ta là người ta phải tin, là người ta phải vào hội thánh của mình cơ.
Tại mình phải chăm sóc thôi. Đôi khi thì điều đó là tốt nếu mà mình làm được, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Việc của mình làm là vâng lời Chúa, gieo, nói. Bây giờ họ chưa tin một người, lúc nào đó một người khác nói về Chúa thì họ sẽ tin, họ mở lòng ra đón Chúa. Những cái quan trọng nhất là chúng ta phải mở được cái miệng. Nói cái gì cũng không ngại ngùng, nhưng mà nói về Chúa mà ngại ngùng thì là mình có vấn đề. Cơ đốc nhân là nói về Chúa không ngại ngùng. Đấy là tự nhiên của một cơ đốc nhân, mà học sinh thì nói về toán lý hóa, bác sử địa. Gặp thầy giáo tiếng Anh thì chỉ trích nói tiếng Anh. Mà gặp mấy nhà thơ thì suốt ngày thơ đó. Gặp mấy nhạc sĩ thì suốt ngày ca nhạc trong hát thôi. Chuyện đấy là chuyện bình thường, gặp cơ đốc nhân thì phải nói về Chúa. Quý vị cứ ngồi với mấy nhà thơ sao suốt ngày thơ thần. Quý vị ngồi với mấy người mà học nhạc thì sao suốt ngày nói về âm nhạc, rồi nhạc cụ này nhạc kia, nốt này nốt kia, người khác nghe đau đầu. Mà quý vị là cơ đốc nhân mà không nói về Chúa là quý vị vẫn bình thường. Vì tự nhiên của mình là cái gì đấy trong lòng mình sẽ tuôn ra. Hay là mình là cơ đốc nhân mình sẽ phải nói về Chúa Giêsu cho người khác. Amen anh chị em. Amen. Hallelujah. Quý vị biết khi tôi đi taxi về đến đây á, đi người không có cái gì, là anh chờ tôi, chờ tôi toàn bộ. Tranh thủ đi vào lấy quyền chúng ta đỡ ngang tặng, anh chờ tôi. Nhưng mà bảo mình không mang gì thôi, mình nói được về Chúa rồi tốt. Tranh thủ ngồi mấy năm 10 phút từ đây đến sân bay, ngồi một sân bay taxi là đã nói được về Chúa cho anh rồi. Gặp một người và tặng một vật chứng vật. Quý vị có biết không? Ở Brunei, nơi mà tôi mới đi về, nói về Chúa Giêsu và tặng chứng đạo đơn sách cơ đốc nói chung nhé, bị bắt bỏ tù. Còn ở Malaysia là đất nước Hồi giáo thì dễ hơn một tí, anh được truyền đạo cho tất cả các tôn giáo ngoại trừ người Malay. Anh có thể truyền đạo cho người Phật giáo, cho người Hindu, nhưng mà anh động người Malay sẽ bị bắt bỏ tù. Ở Việt Nam cách đây một ít năm, phát chứng đạo đơn, công an bắt. Thế hỏi tại sao bắt? Bởi vì chứng sách của anh không có nhà xuất bản. Bây giờ tất cả các sách đều có nhà xuất bản hết, anh chị em tự tin cầm ra mà phát. Ai gặp hỏi gì bảo sách có nhà xuất bản được quyền cho, quyền tặng và được quyền bán. Quý vị tặng chứng đạo đơn ai bắt quý vị bỏ tù không? Quý vị nói về Chúa Giêsu ai bắt quý vị bỏ tù không? Hãy nắm bắt cơ hội này, không nó sẽ qua đi. Hãy nắm bắt cơ hội trong khi đất nước của chúng ta còn được tự do để giao chuyển thành Chúa. Một khi cánh cửa đóng lại thì lúc đấy có cố gắng cũng không được. Cơ hội Chúa cho Việt Nam của chúng ta rất lớn, nhưng nếu mình không nắm bắt thì một lúc nào đó cơ hội qua đi đóng lại, mình sẽ rất tiếc đấy. Chẳng cực kỳ là tiếc nuối đấy anh chị em. Nắm bắt lấy cơ hội đấy ngay bây giờ. Mở miệng ra, nói với người bên cạnh mở miệng ra. Matthew 5 câu số 2, Chúa Giêsu làm gì? Matthew 5 câu 2, Ngài bèn mở miệng ra mà truyền dạy. Chứ Ngài cũng ngậm miệng lại đó mà, mình phải tự hiểu chứ. Muốn biết thì tự mà đi tìm hiểu. Thế thế không ạ? Mình suy nghĩ như vậy là sai rồi. Anh muốn tìm hiểu trên tự muốn đi tìm hiểu. Không, Ngài mở miệng ra để giảng. Thế bạn quan Ethiopi nói là chẳng có ai nói làm sao tôi hiểu được. Ephesos 6 câu 19, cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Paulo xin hội thánh điều gì? Xin Chúa hội thánh hãy nhớ cầu nguyện cho tôi để khi tôi mở miệng ra thì Chúa ban cho tôi tự do để bày tỏ lẽ mầu nhiệm. Paulo biết lẽ mầu nhiệm, nhưng ông phải mở miệng ra nói thì những người thì mọi người mới biết được lẽ mầu nhiệm của Chúa. Và để ông có thể được tự do mở miệng ra thì hội thánh cầu nguyện cho ông. Cần đây là cũng là một điều để nhắc nhở cho hội thánh. Trách nhiệm của hội thánh là cầu nguyện cho những người giảng khác để họ có thể giao giảng lẽ thật của Chúa cho hội thánh của Chúa. Điều thứ tư, sau khi chúng ta nói xong rồi thì mình sẽ làm gì? Không cần chờ mục sư đến để cầu nguyện tiếp nhận, mà mình sẽ hướng dẫn họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa ngài. Matthew 10 câu số 12, khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho
cho nhà đó. Không cần phải chờ kết nối với mục sư để cầu nguyện, mình có thể cầu nguyện chúc phước cho nhà đó. Tôi bảo các môn đồ đi vào nhà nào hãy cầu mình nghe. Tất cả các nhu cầu của họ mình có thể đáp ứng về những nhu cầu của mình trong khả năng của mình. Matthew 10 câu số 7 câu số 9: khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã đến gần rồi, hãy chữa lành cho kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, trừ các quỷ, các ngươi được lành không thì hãy cho không. Vậy Chúa Jesus dạy chúng ta điều gì? Đáp ứng nhu cầu. Nhà anh có ai đau ốm không? Đừng quên người ta đi bệnh viện. Bởi vì đương nhiên người ta sẽ đi bệnh viện rồi, không cần phải mình quên. Nếu mà quên ta đi bệnh viện thì bình thường quá. Nó không phải là sai nhưng mà nó không có gì đặc biệt. Đưa đây tôi cầu nguyện cho. Nhà anh có vấn đề gì không? Đưa đây chúng tôi cầu nguyện cho. Khi phép lạ xảy ra thì người ta tin Chúa càng mạnh mẽ hơn. Anh chị em ạ. Nhưng Chúa Giêsu bảo không phải chỉ nói nhé. Chúa Giêsu sai các môn đồ đi giải quyết những cái nhu cầu thực tế. Ai có bệnh tật lười cầu nguyện. Amen. Amen. Hallelujah. Trong tất cả những chuyện truyền giáo, tôi thấy một điều là phép lạ xảy ra rất nhiều. Càng đi phép lạ xảy ra càng nhiều. Những phép lạ mình chưa bao giờ nghĩ ra được. Có những phép lạ mình chưa bao giờ nghĩ ra được mà Chúa làm. Khi mình dám đặt tay cầu nguyện, đến người ta chỉ chia sẻ một câu, mình sợ đặt tay người ta không được lành, người ta có bệnh chỉ đi khuyên đi bệnh viện thôi. Thì quyền năng của Chúa không thể được thể hiện một cách đầy đủ và đức tin người ta không được gây dựng. Anh chị em ạ, mạnh dạn đặt tay cầu nguyện, Chúa sẽ làm. Có những cái làm mình không thể nghĩ ra được. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho một người mù mắt được thấy. Ở Đà Nẵng mà tôi không nghĩ ông ấy sẽ thấy. Sau khi ông ấy thấy được, tôi lại đủ đức tin cầu nguyện đặt tay tiếp. Lại một người khác mù mắt, chỉ có tiếp tay, người tiếp tay và người mù mắt, người tiếp tay, tiếp tay. Sau khi cái mục tiếp tay thì bắt đầu cầu nguyện cho người mù mắt ở bên này. Mình làm sao mình làm tiếng sợ lắm, sợ cầu nguyện nó không được lành, mình xấu hổ lắm. Thôi cầu nguyện cái gì thì bệnh tật ở bên trong, nếu không được lành thì đỡ gì thế, đỡ xấu hổ. Mình đặt tay mà chữa lành. Chúa chữa lành. Hallelujah. Cho nên là cái việc của mình cứ đặt tay, lành không phải việc của họ với Chúa. Mọi người đặt tay xong rồi đi về vẫn bệnh tật. Bảo sao vậy? Mọi người còn một sự cầu nguyện không thiêng. Thiêng thì không, tôi không biết, việc của tôi cứ đặt tay. Vậy rồi mà rất nhiều bệnh tật. Trong chức vụ của tôi thì có một cái loại mà tôi chưa kinh nghiệm, đó là chết sống lại. Nên bạn chị em có tin Chúa có thể sử dụng chúng ta để cầu nguyện cho người chết sống lại không? Chúa Giêsu đấy là một phần trong việc mà Chúa bảo các môn đồ hãy đi chữa lành cho người bệnh này, làm sạch kẻ phung, khiến kẻ chết sống lại và trừ các quỷ. Chứ đâu có phải chỉ là mỗi bệnh tật đâu. Chúa gọi là phần sau có đi có người nào chết đưa đấy. Việc đầu tiên là phải gia đình người chết là phải tin đấy chứ. Người ta tin người ta mới đưa mình đến đưa đến đây để cầu nguyện. Mà người ta đã tin gia đình người ta mà đã tin đưa đến đây thì mình chưa cầu nguyện thì Chúa đã kiến cho là sống lại. Quý vị có tin không? Amen. Lần xong mời cô chồng đặt tay trước. Người thằng amen to nhất mời đặt tay trước. Hallelujah. Mọi việc đều có thể được cho người nào tin. Amen. Cho nên là ngoài việc chúng ta mở miệng ra giảng phúc âm thì chúng ta cần phải cầu nguyện để phép lạ xảy ra. Rồi sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các quý vị các cái phương pháp để chúng ta làm được. Phương pháp đầu tiên là phương pháp của người đàn bà Samari. Giăng đoạn 4 câu số 39: có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài vì cớ gì? Nhiều người ở Samari tin Chúa Giêsu vì cớ gì? Vì cớ lời người đàn bà này đã làm chứng cho Ngài. Vậy thế nào là làm chứng? Mình nhìn cái gì mình nói lại cái đấy. Mình nghe cái gì mình nói lại cái đấy. Người đàn bà Samari này có phải là một nhà truyền giảng phúc âm không? Bà có phải là mục sư không? Nhưng bà này luôn được rất nhiều người đến với Chúa. Khi bà nói thì Chúa làm việc trong lòng của người nghe.
Thế cho nên cách đơn giản nhất đấy, ai cũng thể làm được, đó là chủ nhật đây quý vị nghe mục sư giảng cái gì thầy nhà nói lại. Chủ nhật đến gặp hàng xóm và tôi không nói về Chúa Thánh, anh ngồi đây tôi nói về Chúa Thánh mà sai nói nhiều về Chúa. Thì mục sư mới bảo là bây giờ nghe cái gì nói lại cái thế, bây giờ tôi phải thực hành. Không phải là mục sư nói mà là Chúa bảo. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp của anh Rê, Giăng đoạn 1 câu 40 đến 41. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là anh Rê em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ, người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Anh Rê dẫn Simon đến cùng. Anh Rê lúc này đã nhà truyền đạo chưa? Mới mà, mới tinh, vừa gặp Chúa khai đã đến đã bảo với Simon là tôi gặp Chúa, bây giờ dẫn anh đến để gặp Chúa. Đây là cái phương pháp thứ nhất. Có nhiều người mà không biết nói nào. Quý vị không biết nói, mời những người biết nói đi cùng. Quý vị không biết nói, mời đến hội thánh. Quý vị không biết nói, gửi những clip, gửi những video nói về Chúa cho người đó. Đấy là phương pháp rất đơn giản. Thứ ba là phương pháp của Phao-lô. Phao-lô làm gì? Đối với có hai đối tượng, thứ nhất là đối tượng người Do Thái và thứ hai là đối tượng người Ba. Đối với người Do Thái thì ông biện luận, ông đến nhà hội để biện luận trong công vụ đoạn 9 câu số 20. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Bởi vì đối với những người Do Thái thì họ biết tin chữ ước nhưng họ không tin Giêsu là Đấng Messiah, cho nên ông biện luận lý luận, nói ngược nói xuôi. Nhưng mà đối với người ngoại bang thì ông không lý luận như thế, ông không biện luận, ông không lý luận kiểu giống như người Do Thái. Chúng ta xem trong công vụ đoạn 17 câu 23. Vì khi ta chạy khắp thành các ngươi xem xét khí vật các ngươi thờ phượng, thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ Chúa không biết, vậy đấng mà các ngươi thờ không biết đó là đấng mà ta giao giảng không? Đối với những người Do Thái thì ông biện luận lý lẽ sử dụng Kinh Thánh, nhưng mà đối với người không biết Kinh Thánh thì ông không có sử dụng những cái lý luận của Kinh Thánh để nói, mà ông sử dụng những cái lý luận thông thường để nói. Các bạn sao? Quý vị thờ thần không biết, mà thần không biết đấy chính là đấng mà tôi đang giao giảng. Thế thì người Việt Nam chúng ta thờ ai mà quen thuộc? Thờ ông trời. Mình nói ông trời mà, ông trời mà quý vị kêu cầu chính là Chúa mà tôi đang thờ phụng. Nhưng mà mình cũng phải khôn ngoan. Gần đây có cái vụ hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đấy hả? Cho nên cái từ hội thánh Đức Chúa Trời đã bị kích được. Sau khi nhà nước đăng tin một lần hội thánh Đức Chúa Trời thì mình tránh cái từ mà làm cho người ta cảm thấy hiểu lầm và kinh. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp về đàn bà Samari, nghe gì ghi cái gì nói lại cái đấy. Phương pháp thứ hai, phương pháp của anh Rê, đưa người khác đến gặp Chúa Giêsu, gặp những người nào đó để có thể nói với Chúa. Phương pháp thứ ba, phương pháp của Phao-lô, đối với người Do Thái thì ông biện luận, đối với người ngoại bang không biết gì về Kinh Thánh thì ông lấy những cái quen thuộc của họ để mà chia sẻ nhau. Và bất cứ một phương pháp nào chúng ta có thể nghĩ ra để chinh phục được những người từ mất về với Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9:22, chúng ta cùng nhau chúng đọc câu Kinh Thánh này. Tôi ở người yếu đuối với những người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứu thế nào. Paulo nói rằng tôi ở với mọi người thì tôi trở nên giống như mọi người để cứu mọi người. Quý vị sẽ nhìn thấy những lịch sử của các giáo sĩ, người ta đi đến đâu người ta hòa nhập đến đấy. Đi đến Việt Nam ngày xưa người ta cũng mặc cái áo của người Việt Nam, cũng đội cái khăn, gọi là khăn gì quý vị? Khăn xếp ở trên đầu. Mấy giáo sĩ phương Tây đi đến Trung Quốc cũng gọt đầu, cạo đầu giống như thời kỳ của nhà Thanh. Cũng tập ăn đũa và học nói tiếng Việt Nam. Quý vị thấy không? Nên Alo nói tôi trở nên mọi cách đối với mọi người để cứu được, không bất cứ người nào. Để chúng ta có thể sử dụng phương tiện nào ngày nay thì phương tiện Internet là đẹp nhất. Facebook, YouTube, các sách chứng đạo đơn, rồi những việc làm lành vân vân. Tất cả những phương tiện gì chúng ta có thể sử dụng để Thánh Chúa, và Internet là một trong công cụ hữu hiệu nhất và nhanh nhất. Một phát mình có thể đi 5-6-7 chục người, thậm chí rất nhiều người. Có một số điều cần lưu ý trong khi chúng ta đi chia sẻ về Chúa cho người khác là vì sao? Ở đây đều thật sự phải lưu ý. Đó là chúng ta có thể nói về sự khác biệt giữa niềm tin của mình và niềm tin của người khác, nhưng không lên án tôn giáo của người khác. Quý vị lắng nghe. Chúng ta có thể nói lên sự khác biệt giữa niềm tin của Đạo Cơ Đốc và các tôn giáo khác, nhưng tuyệt đối không công kích tôn giáo của người khác.
tệ nhất là nói tôn giáo người ta là thờ ma lại quỷ, là phỉnh báng tôn giáo của người khác. Quý vị có biết điều này không? Mặc dù bản chất của nó trong Kinh Thánh nói rằng là khi người ta không thờ phượng chân thần là bàn tay của ma quỷ ở trong đó, nhưng Phaolô khi đến giao giảng cho những người ngoại bang, ông có nói là quý vị đang thờ ma lại quỷ không? Ông nói quý vị, tôi đi khắp nơi tôi thấy quý vị có một thờ một cái vị thần không biết, thần không biết đấy chính là đấng mà tôi đang giao giảng. Rất là khôn khéo, đúng không? Cũng ông bà ma quỷ ở trong đấy đấy, ăn đồ cũng là ma quỷ đầy, nó nhập vào người chết đấy, làm cho người ta sợ hãi, gieo rắc vào nỗi sợ hãi. Cái việc của chúng ta là giao giảng phúc âm. Thế nào là sứ điệp phúc âm? Sứ điệp phúc âm là ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giêsu trở lại với đạo, đó là sứ điệp phúc âm. Chứ mình đi giao giảng, mình tránh những cái cách nói để làm cho người ta cảm thấy là mình đang phỉ báng tôn giáo của họ. Đặc biệt có một số người từ Phật giáo hay từ các tôn giáo khác cải sang đạo Chúa, thì mình càng cần phải khéo léo đối với những người bạn và những người thân trong gia đình. Trước mặt mình họ nghe đằng sau họ nói vào cái thằng này, cái con này bây giờ theo đạo là bây giờ là quay sang là phỉ báng đạo khác, thì chúng ta làm cho lòng của họ nóng trở lại. Mình được nói về sự khác biệt nhưng không được phỉ báng tôn giáo khác. Và một cái điểm tránh nữa đó là tâng bốc tôn giáo và hội thánh của mình, của đạo Chúa rồi. Number one, đạo Chúa là số một, đạo Chúa là thứ nhất, đạo Chúa là văn minh lịch sự, đạo Chúa là cái gì, tất cả những điều tốt đẹp mình nói về đạo Chúa. Thì dù nó có thật đến mấy thì người ta cũng sẽ nghĩ rằng anh theo đạo nào anh tự nói tốt về đạo đấy. Ngày xưa anh theo đạo Phật thì anh cũng nói tốt về đạo Phật như thế. Thế bây giờ anh theo đạo Chúa thì anh phải nói tốt về đạo Chúa là chuyện bình thường chứ. Thế ngày mai anh theo đạo Hồi sang anh cũng lại nói tốt về đạo Hồi cho mà xem. Cho nên không nói, không cần khoe về tôn giáo của mình mà chỉ cần nói về Chúa Giêsu thôi. Nói về Chúa Giêsu đấng đến tha thứ tội lỗi để cứu rỗi tội lỗi. Mà cũng không cần khoe về hội thánh của mình. Hội thánh của tôi có tư cách pháp nhân. Hội thánh của tôi lớn lắm. Hội thánh của tôi dân hiến nhiều lắm. Hội thánh của tôi toàn những người giàu có. Hội thánh của tôi toàn những người xinh đẹp. Tất cả điều đấy nó không có phục vụ gì cho công tác truyền giảng phúc âm. Mà khi người ta đến người ta sẽ mong đợi. Không được như thế người ta sẽ thất vọng. Amen anh chị em. Đôi khi thì chúng ta phải cẩn thận là đừng lấy câu chuyện làm quà. Khi chúng ta giao giảng phúc âm, mình có thể kết nối nhưng rất là khéo léo, kết nối bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, chuyện gia đình, chuyện gì đó, nên rất cẩn thận khi chúng ta nói về các tôn giáo khác và nói về tôn giáo của mình. Người ta khi chúng ta đến là người ta đã có một cái tâm thế phòng bị là tôi tin lành mà đến là mình phải phòng kiểu gì chúng nó cũng truyền đạo. Người ta đã mang cho mình một cái tâm lý đấy rồi, quý vị biết không? Cho nên điều mà chúng ta nói là nói về phúc âm, nói về Chúa Giêsu, đừng nói về bản thân, đừng nói về hội thánh, đừng nói về giáo hội của mình, nói về Chúa Giêsu. Amen. Đấy là điều mà chúng ta cần phải nói. Chẳng hạn như chúng ta cũng được. Thank you.
dài hơn. Đến bất cứ nơi nào mà con cần phải đi, thì cơ hội Chúa ban cho là rất quý giá để chúng ta nắm bắt lấy trong thời điểm này. Để khi cơ hội nó qua đi, chúng ta không cảm thấy tiếc nuối nữa, vì chúng ta đã hoàn thành được sứ mạng, nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng ta. Sống để phúc âm của Ngài được lan tỏa bao phủ khắp nơi mà chúng ta đang sinh sống. Cầu nguyện cho sự phấn hưng trên đất nước Việt Nam. Cầu nguyện cho cả những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài sẽ được biết đến Chúa Jesus. Linh hồn hư mất về với Chúa, rồi chúng con phải trả bất cứ một giá nào để cứu những linh hồn mất về này. Chúa đã bỏ đi tất cả mọi sự để đến thế gian này, mặc lấy hình thể con người thấp kém, mang đến tội lỗi của cả nhân loại này, chịu chết trên cái thập tự để mua chuộc tội lỗi chúng con. Ngài đi từ làng này đến làng khác để giao giảng phúc âm. Ngài sai các môn đồ đi khắp nơi để giao giảng phúc âm, và chúng con ngày hôm nay là kết quả của công lao như thế này. Và chúng con cầu nguyện để Ngài làm nóng cháy chúng con để hôm nay Chúa sẽ ra khắp nơi, trên đất nước Việt Nam và trên thế giới này, để giao giảng, để cứu linh hồn được mất về bên Ngài.
yếu tố then chốt để chúng ta nhận được sự sức giàu từ Ngài. Để Ngài sẽ sức giàu cho những người nào ra đi, Ngài sức giàu cho những người nào làm sứ mạng của Ngài. Ngài không sức giàu cho những người ngồi không. Chúng ta cao cấp sự sức giàu, chúng ta phải sẵn sàng vâng lời của Ngài ra đi, để làm chứng, để chia sẻ sức giàu của Chúa, để biến đổi thế giới này trong quyền năng của Ngài. Của Chúa đang sẵn sàng tiêu độ cho những người nào không là nhà. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.